nơi cho ta bình yên, nơi bóng tối hay nơi bình minh dẫn lối, nơi đâu là nơi ta muốn quay về sau những u mê. Nhìn lại quanh ta chỉ còn nỗi cô đơn héo hon trên đường mòn, ta như ngựa hoang lao đi trong tự do, vẫn đó vết thương in hằn đời cho. Ta muốn quên, ta muốn quên, quay về nơi đồng cỏ xanh, ký ức vẽ lên tim niềm đau, chạy trốn quá khứ ta xa rời nhau. Đời nông sâu giờ còn lại trong đầu là lời nguyện cầu cho ta quay về nơi ngập tràn chân ái, cho ta quay về nơi chẳng còn tăm tối, nước mắt sẽ lau khô bằng tiếng cười, những cam dỗ ấy tan theo mây trời, chờ dần mình nhận ra đường về xa quá, đồng cỏ bao la giờ là sỏi đá, chỉ còn riêng ta. Ôm bao xót xa, trước mặt khung trời xanh đã khẽ. Trước mặt khung trời xanh đã ghép lại. Hey, 12 năm, bao nhiêu mồ hôi, công sức của tao với mày bỏ ra cho mảnh đất này. Cũng xứng đáng mà. Thành quả của tụi mình bây giờ là đây, 20 mẫu đất đồi trọc khô cằn ngày nào giờ đã được trà phủ xanh. Trà, sức sống mới của vùng đất này. Không thuốc trừ sâu, không thuốc tăng trưởng, trà táo đỏ đã làm nên một thương hiệu sạch xanh có tiếng rồi. Tao với mày đã làm được rồi. Xây dựng một thương hiệu đã khó, giữ vững nó càng khó hơn. Tao với mày phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được. Ừ. Nhưng mà có điều tao đang lo nè. Mặc dù diện tích trồng trà của công ty mình ngày càng phát triển rộng ra, nhưng mà đối với những đơn hàng lớn, mình lại không đủ cung cấp. Nếu mà thu mua ở ngoài á, tao sợ là lại không đảm bảo chất lượng. Nếu vậy, cử anh em kỹ sư xuống tận vườn, chỉ cho bà con cách chăm cây trà sạch đạt tiêu chuẩn mình mới mua. Điều quan trọng là nói cho họ biết tầm ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào khi mà khách hàng phải dùng những loại trà bẩn chứa chất độc hại. Nông dân á, họ cũng ngại theo quy trình sản xuất nghiêm ngặt chặt chẽ của công ty mình. Họ vẫn muốn là trồng có thuốc tăng trưởng, thuốc trừ sâu sẽ cho năng suất cao hơn. Nhưng mình thu mua giá cao hơn thị trường, tiền nào của đó chứ. Biết, đó là ưu điểm của công ty mình. Tuy nhiên ở miếng đất này nè, đó phải nhà máy mình thu mua không, còn bao nhiêu nhà máy khác nữa kìa. Giám đốc. Dạ, chào anh Bảy, tụi mới ra. Chào mọi người, công việc làm tốt chứ? Dạ, làm công nhân nhà máy sướng muốn chết à. Sáng đi làm chiều tối về, tới tháng được lãnh lương à. Dạ, bà con mình lãnh lương có đúng ngày không? Nhà máy trà táo đỏ của mình lúc nào cũng đúng ngày. Các công ty khác có khi trễ lương mười mấy ngày, nửa tháng mới được trả đó anh. Vậy hả? Tôi nghe nói có mấy chỗ nợ lương công nhân tới 2 tháng trời. Trời ơi, họ than như bọng luôn. Dạ, tụi em làm gì thì làm chứ mà tới tháng phải ưu tiên tiền lương cho anh em công nhân trước, còn chuyện gì khác tính sao? Dạ, phải vậy chứ. Như vậy thì bà con mới bám được với nhà máy này chứ, đúng không bà con? Đúng rồi. Dạ, thôi mọi người làm việc tiếp nha. Dạ. Cảm ơn mọi người.
Mỗi lần tao thấy ông Kha nhìn mày á, tao có cảm giác như là ông muốn ăn tươi nuốt sống mày vậy đó. Thôi kệ đi, ngày xưa mình chân ướt chân ráo lên đây còn không sợ ổng. Bây giờ mình là ma cũ rồi, đâu có dễ ăn hiếp. Nè, thôi bỏ đi. Nè, Hiếu. Nè, được rồi. Nè, Hiếu. Chạy xe cái kiểu gì vậy? Cố tình gây sự đúng không? Xin lỗi, chân ga em có vấn đề. Tao cố tình gây sự với mày đó. Mày định làm cái gì tao? Nè, bỏ đi. Thôi côn đồ đã đưa em vào tù 3 năm, ở trong đó lâu như vậy mà không học được gì sao? Mẹ mày, dám nhắc chuyện đó nữa hả? 3 năm tù của tao với cái chết của con tao trong tù, sẽ có một ngày tao tính sổ với mày cả vốn lẫn lời, mày và con Chiêu Dương. Buông áo tôi ra. Đại ca, đại ca đang lợn đi. Anh chơi khô máu với thằng này. Mày coi chừng tao đó. Ông đang sống trong một xã hội có luật pháp, ông nên nhớ điều đó. Đối với loại người như mày, tao chỉ thích xài luật rừng thôi. Tao sợ thoát tim luôn. Cứ sợ là đánh nhau. Đánh thì đánh chứ sợ gì. Mình mà thiệp lỏng làm tới. Thôi bỏ đi, lên xe. Mày coi nè. Tao nói là bỏ đi nha. Để một chút rồi sửa xe, coi như lấy tiền đó mua sự bình yên. Loại người gì mà hung hăng hiếu chiến. Làm lẹ đi mày. Dạ em biết rồi. Con trai, ba sẽ trả thù cho con. Ba sẽ bắt hai đứa nó trả giá cho cái chết của con. Đại ca, làm với em trai cho dễ ngủ nha. Mời đại ca. Nhìn thấy thằng khốn đó là máu tao sôi lên. Đại ca chỉ cần ra lệnh, em sẽ tiễn nó về trời ngay và luôn. Một cái chết mà nó đến nhanh là một cái chết quá nhẹ nhàng với tụi nó. Tao muốn tụi nó phải bầm dập, sống không bằng chết. Như vậy mới trả thù cho con trai tao được. Giết con trai duy nhất của tao, coi như mạng sống của tao cũng đã chết rồi. Tao thật sự không muốn sống nữa, nhưng tao vẫn ráng giữ cái mạng già này để có ngày đòi nợ máu. Em mới đầu quân cho anh sau khi ra tù, em chưa có gặp thằng con của anh, nhưng nghe tụi nó kể, em thấy nó rất bảnh. Nếu nó không bị con khốn Chiêu Dương gài bẫy, và không có thằng Hiếu chó mũi vào, thì thằng Khương đã không vào tù và chết trong đó. Đối với tao bây giờ, cuộc đời không còn ý nghĩa gì. Đại ca, mời đại ca. Con trai anh bị kết án bao nhiêu năm, mà tại sao nó lại chết trong tù? (Cười)
án giết tên A Quẩy, thằng Khương là đồng phạm, không tố giác. Vụ án năm đó, tội bắn chết ông Trùm, lãnh án 20 năm, rồi tội mua bán và tàng trữ ma túy, bị kêu án tù chung thân. Những ngày tháng ở trong tù, nó nghĩ là không có ngày ra, nên đã tự sát ở trong đó. Em còn nợ đại ca một cái mạng, nên bây giờ sống chết như thế nào em cũng theo anh. Cho dù dầu sôi lửa bỏng, đại ca kêu em nhảy em cũng nhảy. Chỉ cần đại ca gật đầu, em sẽ giết nó. Tao đã lên kế hoạch chuyện này rồi, rồi mày cũng sẽ thấy. Trước sau gì tao cũng sẽ hành xác tụi nó. Làm nhanh đi, sắp tới giờ ăn rồi tụi bay. Dạ, chào anh. Chào anh em. Tôi nhắc nhở anh nhiều lần rồi anh không nghe. Nếu anh còn tái phạm một lần nữa, tôi sẽ đuổi việc. Anh nghe rõ không? Cái gì mà căng thẳng vậy quan đốc? Giám đốc coi đó, mới sáng sớm mà súc miệng một lít rượu rồi. Người đứng máy thì ngã nghiêng như cờ lao trước gió. Nè, tôi đã cảnh cáo anh nhiều lần rồi, chứ đâu phải không đâu. Anh mà tái phạm một lần nữa, tôi sẽ đuổi việc. Anh như vậy là không được rồi. Sai xỉn như vậy làm sao mà đảm bảo được an toàn trong lao động? Có việc gì á, thiệt thân anh mà còn làm khổ nhiều người khác nữa kìa. Rượu có gì đâu mà anh nghiện dữ vậy. Thôi, bây giờ anh về đi. Nếu như có mùi rượu á, thì lên phòng kế toán lãnh lương rồi đi về luôn. Dạ em biết rồi, em biết rồi. Anh Út, hình ảnh của anh 6 năm về trước đó. Nè nè. Nè nè. Không có nói xấu tôi nha. Bây giờ tôi thay đổi nhiều rồi. Đúng rồi, tao cũng công nhận là anh Út Mót bây giờ đã thay đổi và tiến bộ hoàn toàn. Giỡn hoài. Bây giờ người ta đường đường chính chính là một ông quản đốc, sống phải đâu ra đó công nhân họ mới nể chứ. Nói gì thì nói nghe, tôi cũng mang ơn anh nhiều lắm. Anh đã dìu dắt la rầy tôi, cho nên tôi mới có được ngày hôm nay. Em cũng nói thiệt, em vì anh Một mà em vì cô 20 đó. Cô giao anh cho em quản lý, không lẽ bỏ mặc anh chứ. Mà nhớ lại cái lúc đó bắt anh cái rượu, em nói nó khó còn hơn là tìm được lên trời nữa. Cái hình ảnh này không bao giờ quên nha. Ở đâu cũng giấu rượu được hết. Canh thằng Hiếu đi ngủ á là lôi ra uống. Uống mà nó hả, xịn quắc cần câu luôn. Rồi hả, nằm ở trong bụi lùm ở sau nhà, em phải huy động mọi người đi kiếm anh muốn chết luôn đó. Mà nghĩ lại á, con sâu rượu á, nó ghê thiệt chứ. Nó làm cho người ta ngu người luôn á. Bây giờ mà nghĩ lại á, mình thấy mình tệ thiệt. Có gì đâu anh, sống là phải cầu tiến ha. Đời sống ngắn dài không cần biết, chỉ cần biết sống ngày nào ý nghĩa ngày đó, vậy là được rồi. Ha, chiều nay á em với thằng Hiếu phải về Sài Gòn rồi. Có gì anh ở đây coi ngó nhà máy giúp tụi em nha. Nè, hai người á có bị bóng không vậy? Nói gì vậy? Sao lúc nào á cũng đi kề sát bên nhau vậy? Vừa đi một lượt mà về cũng một lượt là sao? Dạ đúng rồi, hai em bóng mà. Bóng đúng rồi, bóng mà. Có hai bà vợ đang chờ ở nhà kìa. Nói chứ ngày mốt là đám giỗ của ông và vợ của hai đứa em, tụi em không về không được. Đám giỗ cậu ba hả? Dạ. Thôi tụi em lên văn phòng đây, anh làm việc tiếp đi. Đi, anh có chuyện tôi đó nha. Xài nước á thì xài tiết kiệm thôi. Tới tháng tôi trả tiền muốn đau tim luôn à. Dạ con biết rồi mẹ. Cô á, ăn ở không ở nhà thì phải biết thương người, nay lưng ra đi làm kiếm tiền về. Cô coi con trai tôi là cái máy, kiếm tiền về cho cô xài hoang phí hả? Trà đâu? Ra tôi biểu. Dạ.
Dạ, mẹ kêu con. Rót cho tôi tách trà. Dạ. Con mời mẹ uống nước. Con mời mẹ uống trà. Đứng lại. Tôi chưa cho phép mà cô dám quay lưng đi vậy đó hả? Hôm trước hai vợ chồng đi Sài Gòn gặp thầy thuốc nam, kết quả sao rồi? Dạ, hai vợ chồng con cũng đang uống thuốc đó mẹ. Cô đã biết chắc mình không có khả năng sinh con, nhưng vẫn cố tình níu kéo con trai tôi. Nay vẽ thuốc này, mai bày thuốc nọ, đúng không? Dạ, con... Thưa mẹ, con mới về. Con trai của mẹ mới về. Em? Anh mới về. Sao rồi? Mẹ. Mẹ. Con ngồi đây. Dạ. Con có mua quà cho mẹ nè. Toàn thứ mẹ thích không đó. Mẹ coi coi có vừa ý không? Chồng về không lo đi pha ly nước chanh cho chồng giải khát, còn đứng đó nhìn nữa. Mẹ à, thôi con không khát đâu. Thôi con... Mẹ. Mẹ coi thử coi mẹ có thích không. Mẹ thích không? Đẹp lắm. Dạ. Cảm ơn con. Nè. Chồng ơi, em mời anh uống nước. Em cảm ơn em. Mẹ ơi, hai ngày nữa là tới ngày đám dỗ của ba Trúc Trà. Mẹ cho con đưa vợ con về bên đó đang dỗ của ba vợ con nha mẹ. Dỗ cha cô xong tự xin đi mà phải nhờ chồng mình. Có miệng ăn mà không có miệng nói hả? Dạ, mẹ. Mẹ cho con về bên bển đám dỗ ba con nha mẹ. Lần này thì định đi mấy ngày? Dạ, mẹ cho con đi mấy ngày thì con đi mấy ngày ạ? Lâu lâu có dịp về bên đó thì ở chơi vài hôm đi. Mắc công người ta nói mẹ chồng này ác độc với con dâu. Dạ, con cảm ơn mẹ. Ê con, nặng lắm, để má nhờ người khác. Con, chạy qua. Dạ. Phụ với em một tay đi con. Dạ dạ, để con. Được. Để rồi, làm đi anh. Con mợ ba thương con gái quá ha. Trời ơi, con tôi không thương, tôi thương ai. Con, nói nghe nè. Còn chút xíu á, để má với mấy chị làm được rồi. Con ra chợ á, mua cho má ít thịt heo, thịt bò. Để chiều vợ chồng chú Trà qua đây chơi á, má nấu cho tụi nó ăn. Má muốn mua gì nữa không? Con mua thêm ít khoai tây nữa thôi. Còn rau á, ra ngoài vườn hái được rồi. Con biết rồi. Ủa, hôm nay Trúc Trà về hả mợ ba? Ngày mốt là dỗ ba của nó rồi. Mợ ba có phước thiệt luôn đó. Có hai đứa con gái mà đứa nào cũng đẹp hết trơn á. Nhưng mà con á, con thích Trúc Trà hơn. Vừa đẹp người đẹp nết, lại vừa dịu dàng đầm thắm nữa. Mà lại đảm đang nữa chứ. Nè, nghe nói còn nhỏ đó đó. Lúc trước á, mợ ba đâu có chuyện nó làm dâu đâu. Nó dữ dằn lắm đó. Nghe nói đâu lạ, nó đi tù rồi đó. Mà ở cái xứ này á, phụ nữ mà ở tù hả? Thôi, còn mà bỏ đi biệt xứ á, sao mà dám về? Trời ơi, mợ ba cũng khổ tâm dữ lắm chứ bộ. Nghĩ mà coi có cha mẹ nào á, có con đi tù mà không thấy nhục. Thôi thôi, mau mau lẹ tay đi mấy bà. Làm mau để kịp gửi hàng cho người ta nữa. Dạ dạ. Thằng đen nó khó tánh lắm. Về thấy chưa xong là nó la làng đó. Dạ dạ. Nói nhiều quá. Cô cho con gửi xe ở đây đi chợ chút nha cô. Để đó đi. Dạ.
cho con gửi xe nha. Ừ, đi đi. Gì? Dương. Đi đâu mà lâu quá không biết nữa. Rồi không chịu cầm điện thoại theo, rồi làm sao liên lạc được đây? Má. Thưa má, con mới về. Thưa má, con mới về. Hai đứa mới về hả? Ủa má, bộ có chuyện gì hay sao mà con thấy má buồn quá vậy? Chuyện gì vậy má? Không biết Chiêu Dương đi đâu mà giờ chưa thấy nó về. Má thấy lo quá. Chị Chiêu Dương đi đâu vậy má? Má sai chị con đi chợ, mà nó đi hơn 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa có về. Sao kỳ vậy? Chợ cũng gần mà. Nếu mà đi và về cũng chưa tới 20 phút. Má, hay là chị Chiêu Dương đi mua sắm hoặc là cà phê gặp gỡ bạn bè gì đó thì sao? Ở cái xứ này thì làm gì nó có bạn chứ. Mà mua sắm thì chắc không đâu. Nó chỉ đi chợ thôi. Má, má gọi cho chị chưa? Điện thoại nó để ở nhà đây nè. Má, tiền xe còn ở ngoài á, má lên xe đi, con chở má đi tìm chị Chiêu Dương. Đúng đó con. Dạ, má, hay má cứ đi đi, để con ở nhà coi nhà cho. Dạ, đi má. Đi con. Dạ. Con đứng đây con đợi đi, để má vô chợ coi có chị con ở trỏng không. Dạ. Về nha con. Từ từ thôi má. Xe ở đây mà con Chiêu Dương nó ở đâu? Tám ơi Tám, cho tôi hỏi thăm, Tám có thấy con gái tôi đâu không? Con Chiêu Dương á? Có, sáng giờ tôi có gặp. Cô gửi xe ở đây nè, cô đi vô chợ rồi. Sáng giờ chưa thấy ra. Cảm ơn nha.
Dạ. Không thấy nó đâu hết. Không biết có chuyện gì xảy ra với con nhỏ không nữa. Ủa, cũng chưa về nhà hả chị? Cũng lạ ha. Xe để đây thì người đâu? À, nè Tám, cho tôi gửi xe ở đây, tôi đi tìm con nhỏ tiếp. Chị, tôi sắp chọn hàng rồi, xe để đây ai coi? Má. Con ơi. Sao rồi má? Có chuyện xảy ra với chị con rồi. Má thấy xe của chị con để ở trong chợ mà nó đi đâu mất tiêu rồi. Sao kỳ vậy? Nếu chị Dương đi đâu á, cũng phải báo cho má biết một tiếng chứ. Trời. À, con, hay là mình lên xe đi, mình đi tìm coi nó có ngồi trong quán nào không. Dạ, lên xe đi má. Đi. Ba ơi, bà phù hộ cho chị Chiêu Dương, đừng để chuyện không may xảy ra với chị nghe ba. Chị ơi, sao vậy nè? Chị ơi, chị tỉnh lại đi. Chị ơi. Mợ ba ơi, mợ có nhà không mợ ba? Cô hai ơi, cô hai giúp con với cô hai. Tiếng hồn nào với con trúc trà vậy bay? Gì bay hỏi tao dữ vậy? Cô hai. Trời đất ơi, con Dương nó sao vậy? Sao nó nằm ở đây? Con không biết nữa. Chị về nhà là tự nhiên chị ngất xỉu luôn à? Vậy hả? Bây giờ làm sao đây cô? Dương lấy con. Lẹ lên. Dạ dạ. Dương à, bay sao vậy Dương? Lẹ đi con. Dạ. Dương ơi, lẹ đi con. Dạ dạ. Cô hai ơi. Dương. Dâu nè cô. Tha lòng mà ta một chuyện cho chị con đi. Dạ. Dương à, lẹ đi con. Nhanh đi con. Dương à, ơi mày đi sao vậy Dương? Dương ơi, Dương, còn má bay đâu rồi? Dạ, má con đi tìm chị Dương, tới giờ chưa thấy về. Trời đất, vụ gì vậy trời? Chị Dương ơi, con đang ở đâu vậy? Con mà có mệnh hay gì thì làm sao mà sống nổi đây? Má, hay là má gọi cho anh Hiếu đi má. Sáng mai thằng Hiếu nó về rồi nên má không dám báo. Má sợ nó lo rồi nó chạy nhanh rồi nguy hiểm rồi khổ nữa. Alo, ai vậy? Má, Trúc Trà gọi. Có chuyện gì vậy em? Vậy hả? Anh đưa má về liền. Má, giờ con nói chị Chiêu Dương về nhà rồi. Thật sao con? Dạ. Trời ơi, đã hơn trời Phật, ta hơn trời Phật. Lại trời lại Phật đã phù hộ. Về nhanh đi con. Dạ. Mày đỡ chưa? Trời. Con sao vậy nè con? Hả? Chị con sao vậy? Dạ con không biết nữa. Chị vừa về tới là xỉu rồi má. Má, hay là mình đưa chị Chiêu Dương đi bệnh viện đi má. Hồi nãy ấy, nó lạnh ngắt, cái sò bóp nó, giờ nó đỡ lại rồi đó. Để con pha cho chị một ly chanh nóng nha. Thấy sao con? Có chuyện gì vậy con? Con không biết. Sao con bỏ xe ngoài chợ mà con đi mộ về vậy? Hả? Bình tĩnh lại đi con, có chuyện gì kể cho má nghe đi con. Chuyện gì vậy con?
kể cho má nghe đi. Con không biết Dương. Mọi người đừng hỏi con nữa. Dương đừng hỏi nữa. Má cho chị một mình đi bình tĩnh đi má. Tụi bay đã bắt được nó chưa? Tụi bay làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Một thằng nghiện mà tụi bay cũng coi không xong là sao? Dạ, tại tụi em ít người quá. Được, tao tăng tiền lên 100 triệu. Cho người lùng bắt nó về đây lập tức cho tao. Dạ. Nhanh. Dạ em biết rồi. Tao sẽ giết mày. Mày đã hủy hoại cuộc đời tao. Tao sẽ giết mày. Giết mày. Dạ chị ơi, có chuyện gì vậy ạ? Biết. Sao cứ dồn tôi vào bước đường cùng vậy? Tại sao? Sao lại ra nông nỗi này chứ? Nếu anh không tới gặp em sẽ chết ngày hôm nay cho anh vừa lòng. Báo công an, có người phá nhà hàng. Dạ, mau lên, chạy đi.
Chiêu Dương. Chiêu Dương. Anh nhớ tới em rồi sao? Chị đây là người nhà của anh sao? Anh ra ngoài chúng ta nói chuyện một chút. Mọi tổn thất của nhà hàng tôi sẽ trả đủ. Dạ anh. Cảm ơn anh. Em có sao không Chiêu Dương? Anh mặc kệ em đi. Em có chết anh cũng không quan tâm gì tới em đâu. Đường em đi là do em chọn. Em đừng hành hạ thân xác mình nữa được không? Em sai cái gì chứ? Em sai chỗ nào? Vì một thằng nghiện mà em mất hết tất cả. Em không cam tâm. Chị Dương, em nghe nói nè, cái gì không phải của mình thì đừng tham. Đó là tài sản của mẹ anh ta, em nên trả lại cho Niên. Không đời nào. Anh có biết em cực khổ bao nhiêu. Em làm việc buôn bán mạng để giữ lại tất cả những tài sản mẹ nuôi dành cho em. Anh có biết là khi em bước chân vào căn nhà đó là căn nhà nó sắp phá sản rồi hay không? Hả? Bây giờ cho dù em có nói gì thì má cũng không thay đổi ý định. Nhưng anh vẫn cho em một cơ hội, vẫn cho em một sự lựa chọn. Nếu em từ bỏ những thứ đó, em vẫn có anh. Mình sẽ cùng nhau xây dựng lại từ đầu được không em? Không. Em muốn có cả hai. Em muốn có anh và cả sự nghiệp của em nữa. Em muốn cả hai. Em quá tham lam. Anh hiểu. Anh có biết là em sợ gì nhất trên đời không? Em sợ nghèo. Em sợ đói. Em sợ người ta chà đạp mình. Anh lớn lên có cha mẹ bảo bọc, anh sẽ không hiểu được những gì mà em đã từng trải qua đâu. Vậy là anh đứng lên. Em đứng lên đi. Chị Dương à, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em nên lựa chọn con đường đi tiếp theo thật thông minh. Sống an yên hạnh phúc hay là sống một cuộc đời tội lỗi cắn rứt với lương tâm? Em chọn đi. Không. Không. Em đi chết đi cho anh vừa lòng. Cho vừa lòng của anh. Chị Dương. Chị Dương. Mày ra làm trăm mảnh, mai cho mày nữa. Mẹ mày bỏ trốn hả? Chị trên đuôi đèn. Mày hả? 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 Bảo hạ cho tao, để cho tao ăn đòn. Hả? Mẹ mày. Mày hả? Mẹ mày. Cuốn đèn. Mày. Chết nè. Dạ chào chị. Chị hai. Mày tưởng là mày thoát được tao sao? Tôi xin lỗi mà. Cho tôi xin thuốc đi. Tôi xin lỗi. Tôi sắp chết rồi. Cho tôi thuốc đi. Mày liếm dài tao đi. Liếm đi. Mày cũng sống như một con chó. Tại sao mày không sống như một con chó đáng thương đi? Tao sẽ cung cấp thuốc cho mày cho tới chết. Hả mày? Hả mày? Thuốc. Kỳ này mày chết nghe mày. Thuốc. Thuốc. Mày, tại sao mày dám tố cáo tao với gia đình anh Hiếu? Hả? Tại sao? Cho tôi thuốc. Cho tôi thuốc. Mày cần thuốc chứ gì? Thuốc. Thuốc. Cho tôi thuốc đi mà.
Quyền gì mà mày xen vào cuộc đời của tao? Hả? Hả? Cuộc đời là của tao, mày hiểu không? Thằng khốn, cuộc đời là của tao. Mày chết đi, chết đi, chết đi. Của mày, mày tự chuốc lấy. Tao không có giết mày. Em là tình đầu duy nhất của anh. Đời này, kiếp này, anh chỉ yêu có một mình em thôi. Chiều nay em mới nhìn thấy một người đã chứ. Thì ở chung với một mái nhà, nhưng người yêu cũ của mình đó, tất nhiên là ngủ ngon rồi. Sao mày không cẩn thận gì hết trơn? Làm ăn mà đầu óc mày để đâu vậy? Em có vô dụng quá không? Một á là nó phải ly dị với thằng Quý. Hai á là nó phải cho thằng Quý cưới con vợ khác. Cái bà này quê mùa thì biết cái gì mà nhà công ty làm. Cô đẻ không được thì tôi phải thuê người khác về đẻ thay cô chứ. Mình bị cướp hàng. Cướp hàng. Nghi Kha, mỗi lần mà nhắc tới tên ông ta là em nổi hết cả da gà luôn. Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu. Thằng khốn đó ngày mai sẽ giác xác tới tiền tài. Cảm bấy nào đã đưa em xa chốn yên bình, bão tố nào xoay vào giấc mơ an vui, làm ta đau điên đến bao giờ, làm ta chết trong ngày tháng bơ phơ, vẫn mãi đi tìm, vẫn mãi mong chờ hạnh phúc từng giờ. Tình yêu ơi xin một lần nữa, ta sẽ nguyện yêu mãi đến mãi sau, chẳng còn những